Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2019, nông sản Việt Nam phấn đấu giữ vững và đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, xuất khẩu đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Và để đạt được mục tiêu này, nhiệm vụ giải pháp chính đặt ra là phải xây dựng vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh liên kết theo chuỗi, nâng cao năng lực chế biến nông sản, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, giải quyết tháo gỡ rào cản kỹ thuật về kiểm dịch động thực vật trong thương mại nông sản, mở cửa thị trường các nước. Theo Bộ Công Thương, với những chiến lược và hướng đi đúng đắn, nông sản Việt Nam ngày càng chiếm lĩnh được thị trường trong nước và xuất khẩu tới hơn 180 quốc gia trên thế giới. Một số mặt hàng nông sản đã xâm nhập được vào các thị trường khó tính như thịt gà xuất khẩu tới Nhật Bản, vú sữa vào Hoa Kỳ, chôm chôm vào New Zealand, chanh leo vào EU. Đối với thị trường tiêu thụ trong nước, hạ tầng thương mại cũng đã đạt được ưu tiên đầu tư phát triển nhằm đẩy mạnh giao lưu hàng hóa. Đến nay, cả nước đã có 8.600 chợ, trên 1.200 siêu thị, trung tâm thương mại, 1.100 liên kết chuỗi tiêu thụ hàng hóa nông sản, gần 3.200 địa điểm bán hàng sản phẩm nông sản, 7.000 cơ sở đạt tiêu chuẩn chế biến sản phẩm nông sản thực phẩm an toàn. Kết quả trên là nhờ sự phối kết hợp của bộ, ngành liên quan trong việc thực hiện chủ trương, chính sách thúc đẩy sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản bền vững. Kinh tế Việt Nam hội nhập, nông sản Việt Nam hội nhập, chăm lo đến nông sản của một quốc gia có nghĩa là quan tâm đến nông sản toàn cầu trong một cái thế giới khác. Thương mại nông sản của Việt Nam trên thế giới đã được các cái kết quả mong muốn, phục vụ cho hoàn thiện tiếp các đại sứ tham tán, đại diện cho các đại sứ ở nước ngoài, các doanh nghiệp doanh nhân đại diện các hiệp hội ngành hàng, để chúng ta cùng xây dựng những nhóm giải pháp tới đây cho nông nghiệp Việt Nam tiếp tục phát triển. Tiếp nối thành công năm 2019, ngành nông nghiệp phấn đấu tốc độ tăng trưởng trên 3% so với năm 2018. Phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, năm nay, bên cạnh những thuận lợi vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức đối với sản xuất và tiêu thụ nông sản, vì nông nghiệp Việt Nam hiện vẫn chủ yếu sản xuất nhỏ, phân tán nên chưa đáp ứng được yêu cầu về sản xuất hàng hóa quy mô lớn và tiêu chuẩn cao từ thị trường quốc tế. Cùng với đó, thách thức nguy cơ tác động của biến đổi khí hậu, môi trường, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất trong nước và tình hình cung cầu nông sản. Một khó khăn lớn nữa của nông sản là trong bối cảnh các nước trên thế giới quay lại tập trung đầu tư phát triển nông nghiệp, Việt Nam lại đang hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới nên nông sản phải cạnh tranh gay gắt không chỉ xuất khẩu mà ngay tại thị trường trong nước. Do đó, trong năm 2019 và những năm tiếp theo, nông sản Việt Nam cần chú trọng cải cách thể chế, hoàn thiện hành lang pháp lý, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh nhằm huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ nội địa, tạo điều kiện vay vốn để mở rộng sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp thì bắt đầu làm nông nghiệp thì trong cái lúc làm nông nghiệp nó rất là khó vì là cái hành lang pháp lý còn bị rất là hạn chế, vì chẳng hạn như doanh nghiệp mà đầu tư hàng nông nghiệp đầu tư hàng chục tỷ đồng, một vài chục tỷ đồng nhưng không thế chấp được ngân hàng, không có hành lang pháp lý để thế chấp ngân hàng vay vốn, khó khăn nhất là vốn. Nông dân thì nông nghiệp thì là đã tự bơi với thị trường, với cả tự tìm thị trường, tự tìm công nghệ, chẳng hạn như bây giờ mình sản xuất là rất là hiệu quả, lợi nhuận rất cao, quay vòng vốn nhanh, mà sản phẩm thì không có để bán ra thị trường, rất là khan hiếm, nhưng cái để vấn đề huy động vốn để phát triển cái nông nghiệp cũng rất là khó khăn. Cái ngành bột và sản xuất bột mì thì nó cũng đương là một cái thị trường đó là coi như đương bí về cái khoản đầu ra, và cái ngành đường hiện nay cũng là một cái điều mà coi như là khó khăn nhất của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tất cả là các miền núi. Vì vậy là chúng tôi là nghĩ rằng là dù muốn dù không, trên tư cách của một doanh nghiệp bắt buộc chúng tôi phải nuôi nông dân, san sẻ với người nông dân để mà chúng ta cùng tồn tại. Đó là hiện nay là cái câu châm ngôn của các doanh nghiệp của công ty chúng tôi. Kiểm soát chặt chẽ của giá thành đầu ra để mà cho cái thông số là coi như là sang bằng cái tỷ lệ, không bị lỗ và cũng không là thể nào mà coi như là để cho người nông dân bị là thất bại. Và để đạt được mục tiêu đề ra, ngành nông nghiệp cũng cho biết sẽ triển khai mạnh mẽ cơ cấu lại ngành, phát triển cơ cấu sản xuất theo ba trục sản phẩm chủ lực gồm
sản phẩm nông sản chủ lực quốc gia, sản phẩm nông sản chủ lực cấp tỉnh và nhóm sản phẩm là đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý. Tập trung phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, xây dựng các vùng nguyên liệu tập trung, đẩy mạnh liên kết phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, thu hút đầu tư doanh nghiệp tư nhân, xây dựng các mô hình theo chuỗi để nông sản Việt chủ động tại thị trường trong và ngoài nước. Tiếp tục nâng cao năng lực chế biến nông sản, bảo quản, đóng gói, bao bì, nhãn mác để nâng cao giá trị sản phẩm, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, triển khai các giải pháp tận dụng tối đa cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tập trung xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu quốc gia, phát triển và nhân rộng việc thực hiện cấp mã số vùng sản xuất, truy xuất nguồn gốc nhằm tạo tiền đề vững chắc cho các mặt hàng nông sản của Việt Nam, đáp ứng khả năng cạnh tranh trong xu thế hội nhập quốc tế. Đặc biệt, ngành nông nghiệp sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành công thương và các cơ quan liên quan, đẩy mạnh công tác liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm ổn định cả trong và ngoài nước. Cục chế biến và triển thị nông sản cũng sẽ tăng cường cái công tác phối hợp để mà thúc đẩy cái việc xúc tiến tới các thị trường nội địa cũng như là xuất khẩu chính ngạch các cái sản phẩm nông sản, đặc biệt là các loại rau hoa quả vào những cái thị trường xuất khẩu có tính. Sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp để làm sao phổ biến các cái quy định yêu cầu về an toàn thực phẩm của các cái thị trường cho các cái doanh nghiệp cũng như là cơ quan quản lý chức năng để nắm bắt được các cái yêu cầu của thị trường để mà chúng ta đáp ứng tốt các cái yêu cầu của họ. Nông nghiệp Việt Nam đã và đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, có nhiều thay đổi về sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với từng vùng miền. Nhiều sản phẩm nông sản Việt Nam đã chinh phục thị trường trong nước, xuất khẩu tới những thị trường khó tính, đang là những tín hiệu tích cực của một nền nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.